chị, hôm nay em xin hướng dẫn anh chị các bước phục hồi dữ liệu trên phần mềm NISA SME.net 2021. Đầu tiên, để phục hồi dữ liệu, tại máy tính muốn phục hồi, anh chị mở phần mềm lên. Tại màn hình đăng nhập, nhấn hủy bỏ. Sau đó, nhấn phục hồi dữ liệu. Trên giao diện phục hồi dữ liệu, trường hợp anh chị đã xác định được file phục hồi cụ thể là file nào, thì anh chị chọn file dữ liệu phục hồi bằng cách nhấn vào biểu tượng thư mục màu vàng và chọn file dữ liệu cần phục hồi. Thường các file sẽ có định dạng .smd, .mbk, .mbz. Nếu trường hợp anh chị không nhớ đường dẫn lưu tệp phục hồi thì có thể tìm kiếm nhanh file phục hồi bằng cách nhấn vào biểu tượng kính lúp. Chọn ổ đĩa cần tìm kiếm dữ liệu. Phần mềm sẽ tự động tìm kiếm những file sao lưu có trên ổ đĩa trong máy tính. Anh chị chọn tên tệp dữ liệu cần phục hồi. Lưu ý, anh chị cần xem thêm ngày tạo để phục hồi được dữ liệu có ngày chính xác. Anh chị bấm đồng ý nhé. Sau đó, anh chị có thể đặt lại tên dữ liệu để dễ phân biệt hoặc đổi lại đường dẫn lưu trữ nếu cần. Và nhấn phục hồi. Đợi ít phút sau khi phần mềm báo phục hồi dữ liệu thành công, anh chị mở chọn đúng tên tệp dữ liệu vừa phục hồi và đăng nhập là được. Vừa rồi, MISA đã hướng dẫn anh chị phục hồi dữ liệu trên phần mềm MISA SME.net 2021 cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Nếu anh chị vướng mắc về sử dụng phần mềm MISA, hãy tham gia vào group cộng đồng hỗ trợ MISA SME.net trên Facebook để được giải đáp miễn phí nhé. Xin cảm ơn anh chị đã xem và chúc anh chị thực hiện thành công.